Thưa quý khán giả, tuần qua chúng ta đã chứng kiến những diễn biến căng thẳng trong khu vực Trung Đông, nơi mà những cuộc đối đầu qua lại giữa Iran và Israel đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Khi mặt trời mọc ở cả Iran và Israel vào sáng 19 tháng 4, chi tiết về những gì xảy ra trong đêm trước đó gần thành phố Isfahan của Iran vẫn còn gây hoang mang. Nhưng sau nhiều giờ trôi qua, cảm giác sợ hãi ban đầu dần dần nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm Vâng đúng là như vậy, Iran cho biết họ không có kế hoạch trả đũa sau khi máy bay không người lái UAV được cho là do Israel phóng bị bắn hạ ở Isfahan. Dù sao thì vào lúc này, có vẻ như cả hai đối thủ đều đang ra hiệu rằng họ muốn chấm dứt vòng xoáy tấn công trả đũa đáng lo ngại, đồng thời thiết lập lại một số rào chắn trong mối quan hệ đối địch gay gắt của họ, vốn đã đe dọa nhấn chìm Trung Đông trong một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Những báo cáo đầu tiên về vụ việc ở Isfahan từ truyền thông nhà nước Iran cho thấy đã có những vụ nổ và một số thiết bị bay không người lái xâm nhập. Trong khi đó, các đài truyền hình của Mỹ dẫn lời các quan chức của quốc gia này cho biết tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm của Iran. Hệ thống phòng không của Iran đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong nhiều tuần qua, thế nhưng đặc biệt là cực căng kể từ khi Israel tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có của Iran nhằm vào Israel vào đêm 13 tháng 4. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ giữa hai quốc gia, Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel và quy mô của cuộc không kích, bao gồm hơn 300 máy bay không người lái cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đã khiến các nhà quan sát trong và ngoài nước ngạc nhiên. Nó khiến cho chính phủ Israel tuyên bố cần phải có một số phản ứng tương xứng. Những vụ nổ được ghi nhận vào ngày 19 tháng 4 gần với căn cứ quân sự Iran ở Isfahan đã diễn ra vài ngày sau khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc không kích vào đêm 13 tháng 4 khía cạnh bất thường khác trong vụ việc ở Isfahan là quy mô của các cuộc tấn công mà các báo cáo cho thấy đến từ một số chiếc UAV nhỏ hơn nhiều so với những gì Israel được cho là sẽ thực hiện. Chuyên gia Andreas Craig, giảng viên cao cấp của trường nghiên cứu an ninh tại trường đại học King's College London cho biết, đó có thể là một cách để Israel thực hiện những lời đe dọa trả đũa mà không gây ra sự leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Itamar Ben-Gvir, một thành viên nội các và là nhà lãnh đạo cực hữu của một đảng Israel theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đã đăng trên mạng xã hội X duy nhất một từ, đó là khập khiễng. Ông Ben-Gvir trước đó đã thúc giục một phản ứng nghiền nát đối với Iran, trong khi các thành viên khác trong đội các chiến tranh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng nên thận trọng và kiềm chế hơn. Cho đến nay, chính phủ Israel vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc ở Isfahan và có thể sẽ không bao giờ làm điều đó. Israel trước đây được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran, tấn công các cơ sở hạt nhân và ám sát các nhà lãnh đạo quan trọng trong chương trình hạt nhân của nước này. Thế nhưng, họ chưa bao giờ thừa nhận vai trò của mình. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mặc dù sự cố Isfahan có thể cho thấy cả hai bên đang dần xuống thang khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, thế nhưng thời gian bình yên có thể chỉ là tạm thời. Những diễn biến gần đây giữa Iran và Israel đã khiến cả thế giới chú ý với những cuộc tấn công qua lại đầy căng thẳng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin tình báo, Iran hiện không có kế hoạch đáp trả ngay lập tức, mở ra khả năng về một giai đoạn hòa bình tạm thời. Điều này có thể là dấu hiệu của một chiến lược dài hạn hoặc một nỗ lực để giảm bớt căng thẳng, thẳng trong khu vực. Trong một tuyên bố, một quan chức cấp cao giấu tên của Iran nêu rõ, nguồn tin nước ngoài về vụ tấn công chưa được xác nhận và Iran không hứng chịu bất kỳ vụ tấn công nào từ bên ngoài và các cuộc thảo luận hiện tại thiên về hướng xảy ra xâm nhập hơn là tấn công. Truyền thông Iran đưa tin, các thiết bị bay không người lái được phát hiện tại tỉnh Isfahan của nước này vào khoảng 3 giờ ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương. Theo truyền hình nhà nước Iran, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 thiết bị không người lái tại thành phố Isfahan. Theo hãng thông tấn Tasnim đưa tin, không có vụ tấn công bằng tên lửa nào nhằm vào Iran. Đài truyền hình Press TV dẫn một số nguồn tin cho biết các thành phố của Iran không bị tấn công từ một nước khác. Trong khi đó, theo hãng tin Fars, có 3 tiếng nổ gần căn cứ không quân Shekari gần thành phố Isfahan sau những thông tin chưa được xác nhận về các cuộc tấn công của Israel và Iran. Tư lệnh cấp cao của quân đội Iran, Sivod Mihander khẳng định tiếng nổ tại Isfahan là do các hệ thống phòng không của thành phố được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu khả nghi và vụ việc không gây thiệt hại nào đối với nước này. Trước đó, Israel được cho là đã tấn công một địa điểm bên trong Iran vào đêm 19 tháng 4 để trả đũa việc Iran tập kích Israel bằng UAV và tên lửa hôm 13 tháng 4. Một nguồn tin quân sự nói rằng vụ tấn công này mang tính giới hạn. Trong khi đó, đài CNN của Mỹ đưa tin, một quan chức Mỹ đã xác nhận việc Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Iran. Hãng tin Tasnim của nhà nước Iran cho biết, các cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan hoàn toàn an toàn. Các phương tiện truyền thông của Iran cũng đưa tin tương tự. Tình báo Mỹ cho rằng Israel đã cân nhắc tấn công hẹp và giới hạn vào Iran do họ thấy cần phải đáp trả bằng hành động cụ thể đối với một cuộc tập kích chưa từng có tiền lệ trước đó của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết, phạm vi mục tiêu mà Israel nhắm tới không được nêu rõ nhưng không bao gồm các địa điểm dân sự và cơ sở hạt nhân. Mỹ thử nghiệm chiến lược quân sự mới giữa đối đầu quân sự Israel-Iran. Việc đánh chặn hầu hết tên lửa và UAV Iran trong vụ tấn công vừa qua cho thấy Mỹ chuẩn bị tốt về mặt quân sự trước các mối đe dọa ở Trung Đông. Theo Reuters, thành công của quân đội Mỹ khi giúp Israel đánh chặn phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran hôm 14 tháng 4 cho thấy Washington đã chuẩn bị tốt về mặt quân sự ở Trung Đông. Dù vậy, các quan chức quốc phòng Mỹ vẫn cho rằng lực lượng của nước này ở Trung Đông không sẵn cho một cuộc đối đầu quân sự có quy mô lớn hơn trong khu vực. Điều này thúc đẩy Lầu Năm Góc phải đánh giá lại các kế hoạch quân sự ở Trung Đông. Ông Michael Munroy, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Trung Đông dưới thời chính quyền Donald Trump, cho biết. Tôi không nghĩ Mỹ có đủ lực lượng để hỗ trợ Israel nếu xảy ra chiến tranh trực tiếp với Iran. Mặc dù Tehran cho biết họ không có kế hoạch trả đũa cuộc tấn công rõ ràng của Israel vừa qua 19 tháng 4, nhưng các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực khó lường mà Mỹ đang tìm cách ngăn chặn. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza nổ ra, tình hình Trung Đông ngày càng trở nên bất ổn, quân đội Mỹ đã phải tái triển khai hàng nghìn binh sĩ đến khu vực đi ngược lại chính sách hạn chế hiện diện ở Trung Đông trước đó. Mặt khác, các binh sĩ Mỹ được tái triển khai đến Trung Đông lại không đồn trú lâu dài tại bất cứ căn quân sự nào trên đất liền mà trên các hạm đội hoặc triển khai từ các căn cứ gần khu vực. Đây rất có thể là chiến lược mới của Mỹ trước nguy cơ xung đột Israel-Iran lan rộng. Đại tướng Joseph Votel, cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét lại những kế hoạch quân sự ở Trung Đông trước những bất ổn hiện tại. Điều này là cần thiết nếu Washington muốn duy trì ảnh hưởng trong khu vực. Tướng Votel và các cựu quan chức lầu năm góc khác cho biết, thành công của quân đội Mỹ trong việc bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Iran có lẽ được hỗ trợ bởi thông tin tình báo, cho phép lầu năm góc đoán trước thời điểm và mục tiêu tấn công của Iran. Các quan chức Mỹ cho biết Iran dường như không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel và Tehran đã hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc tấn công trả đũa của Tel Aviv vừa qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tình hình vẫn khó lường, đặc biệt khi xung đột Israel Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết việc gửi thêm quân đến Trung Đông và củng cố các cơ sở tình báo trong thời gian dài có thể gặp nhiều khó khăn khi nguồn lực đều tập trung ở châu Âu và châu Á. Nếu bạn là một người yêu thích thể thao thì không nên bỏ lỡ tin tức thú vị ngay sau đây. Không chỉ công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Paris 2024 thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người dân trên toàn thế giới, mà trang phục thi đấu của các đoàn thể thao cũng là điểm nhấn trong sự kiện quan trọng này và ngay từ bây giờ thì một số quốc gia đã hé lộ các mẫu trang phục thi đấu cho đội tuyển của mình. Từ sự táo bạo và đột phá của Nike cho đội tuyển Mỹ, đến sự thanh lịch và truyền thống của Adidas dành cho đội tuyển Anh và không thể không nhắc đến bộ trang phục của đội tuyển Australia và Canada. Mỗi thiết kế đều mang một thông điệp mạnh mẽ và sự tự hào quốc gia đó. Hãy cùng chúng tôi khám phá và chiêm ngưỡng những bộ trang phục thi đấu độc đáo này và cảm nhận sự kỳ vọng và hứng khởi hướng đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và những thông tin trên cũng thay cho lời chào kết của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai. Với ba màu cơ bản là trắng, xanh và vàng, trang phục thi đấu của đoàn thể thao Australia đã chính thức ra mắt trong một buổi họp báo tại thành phố Sydney. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là lời thề của đội tuyển Olympic Australia và tên các cựu vận động viên tham gia Olympic ở bên trong vật áo trong khi đó ở thành phố toronto canada ủy ban olympic và paralympic canada đã công bố trang phục thi đấu cho các vận động viên tham dự thế vận hội năm nay thiết kế của bộ trang phục tương đối tự do khi phối hợp hai màu sắc chủ đạo trên quốc kỳ canada là trắng và đỏ họa tiết chủ yếu được đưa vào mẫu thiết kế này cũng là chiếc lá phong biểu tượng của canada tôi cảm thấy vô cùng tự hào Tôi thích nhìn thấy năng lượng của các vận động viên trong trang phục mà chúng tôi thiết kế. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi tạo ra những bộ trang phục này. Nhật Bản cũng đã công bố đồng phục được sử dụng cho Olympic năm nay. Họ thiết kế trang phục khỏe khoắn với áo phông bên trong và bộ thể thao bên ngoài, khác hẳn với thiết kế áo vest như đoàn thể thao Australia.